review cho quý vị khách hàng một căn nhà 5 tầng dự án rất là mới thuộc với lại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với dự án những cái căn nhà này thì nó rất là gần với cái trục đường chính Trịnh Văn Bô, gần với lại trục đường 70, gần với trường cao đẳng FPT Hà Nội. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, thông số nhà ngói sẽ đọc như sau, rất là đẹp. Mặt tiền của ngôi nhà 4m65, mặt hậu của ngôi nhà 4m65, chiều dài của ngôi nhà 6m6. Căn nhà này được xây dựng và thiết kế là 5 tầng, đường ngõ trước nhà 2m5, cách với trục đường ô tô đi lại 30m. Căn nhà này giao thông cực kỳ đi lại thuận tiện, vị trí thì gần như là cũng xuất sắc các bác ạ. Quý vị nào mà đi làm ở cái khu vực quận Nam Từ Liêm hoặc là đi làm thuộc cái huyện Hoài Đức, Cầu Giấy, Mỹ Đình thì căn nhà này nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 8 km quay đầu, xung quanh ngập tràn tiện ích với hướng nhà là hướng Tây Nam quý vị ạ. Thiết kế và xây dựng 4,5 tầng, vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngoái xin mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Với cái phần hoàn thiện, cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn và bên cạnh là còn có một lớp cửa sổ nữa, rất là thoáng nha quý vị. Đây đó, và căn nhà này thì được hoàn thiện ra sao, mời mọi người theo em vào khám phá ngôi nhà. Như anh vừa chia sẻ rồi, vị trí của nó là thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, đi lại thuận tiện, gần với lại trục đường chính Trịnh Văn Bô. Đó, với cái thiết kế đây là cái phần phòng khách mà anh đang đứng thì cái phần gạch lát nền đều đã được hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với căn nhà này, ưu điểm của nó là ngõ thoáng. Tiếp theo nó là cái mặt tiền rộng 4m65, cho nên vào cái không gian của trong căn nhà nhìn nó rất là thoáng mọi người ạ. Tiếp theo với cái phần hoàn thiện tủ bếp của ngôi nhà này đều đã xong hết rồi. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà này, màu sơn cho đến màu tủ bếp nó là màu trắng, ở dưới nó là màu ghi mọi người nha. Màu ghi sáng này thì nhìn ở trên hình ảnh nó không được đẹp bằng ở bên ngoài đâu. Ở cái màu này thì nó nhìn rất là sang. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì là ốp đá granite. Cái phần hoàn thiện tủ bếp này xong hết rồi. Căn nhà này thì theo đúng hiện trạng là có thể dọn đồ về và ở được luôn. Nó rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân huyện, ở ngay nó gần với lại cái xã Vân Canh ấy mọi người, ngay gần đấy. Với cái phần hoàn thiện chậu rửa, vòi rửa cũng như là phụ kiện bếp chất liệu inox 304 xong hết rồi. Căn nhà này thì đúng là chỉ việc xách vali về và ở, hoàn thiện rất là chỉnh chu. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị sử dụng về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ cái tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ và cái mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen cổ trắng. Với cái căn nhà này, đường ngõ rất là nông, gần với đường ô tô, đi lại thuận tiện. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ, trường, phường, trạm mọi người ạ. Và giá chào bán của căn nhà này là 2 tỷ 750 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ với quý vị nào có nhu cầu vay ngân hàng. Sau đây ngoài xin mời cùng theo em lên trên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Với thiết kế của cái ngôi nhà này thì ngoài vừa bước chân lên trên phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 2 quý vị ạ. Với cái phòng ngủ này rất là vuông vắn với cái diện tích của nó khoảng tầm được 12-13m2. Và với cái cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như là không khí vào không gian của căn phòng này. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn phòng này thì hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp cho mình rồi. Phần gạch lát nền cũng như là cái phần sơn đồng bộ màu trắng, cho nên cái không gian phòng tuy nhỏ nhưng mà nhìn cực kỳ thoáng. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Với cái thiết kế tiếp theo ở phía bên ngoài, đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng về cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu cũng như là lavabo. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nói chung tất cả các vị trí bất động sản thì nó đều liên quan đến cái vị trí và lên hình thành lên giá tiền mọi người ạ. Với một cái căn nhà này nó nằm ở vị trí đi lại giao thông thuận tiện,
gần với lại trung tâm, đi lại rất là thoáng. Ví dụ là đi ra tới trung tâm Mỹ Đình nó khoảng tầm 4 căn nhà này, mà đi ra tới trung tâm Mỹ Đình nó khoảng tầm 5 km thôi, đi lại cực kỳ thuận tiện. Và với cái giá chào bán 2 tỷ 750 triệu đồng, quý vị có thể chi trả trước cái phần tiền mặt khoảng tầm 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Và sau đây Ngói xin mời mọi người lên khám phá các tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nhé. Như Ngói vừa chia sẻ với quý vị rồi, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ vuông vắn, thiết kế đầy đủ, chỉ việc dọn hành lý về và ở. Với cái căn nhà 5 tầng này thì thiết kế 4 phòng vệ sinh, ở phía dưới tầng 1 phòng bếp, phòng khách. Tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng đó. Tất cả các phòng ngủ thì đều được lát gạch kích thước gạch 60-60 với cái tông màu trắng chủ đạo của cái ngôi nhà này, làm cho cái không gian phòng cũng như là bước chân vào cái ngôi nhà này, diện tích thì chỉ 30m thôi, nhưng mà không quý vị nào nghĩ rằng ở 30m có thể thiết kế lên một cái căn nhà 5 tầng đẹp như thế này, đúng không ạ? Và sau đây Ngói xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 5 của ngôi nhà, Ngói vừa bước chân lên trên phía tầng 5 thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế thêm một cái căn phòng nữa để quý vị có thể làm phòng thờ, hoặc quý vị có thể sử dụng tùy mục đích công năng làm phòng làm việc, hoặc là làm thêm một căn phòng ngủ nữa. Cái này thì tùy mỗi một hộ gia đình. Còn cái phòng này thì đầy đủ ánh sáng, cửa sổ cho quý vị nha. Phần còn lại, đây. Đây chính là phần còn lại phía tầng 5 của ngôi nhà, đó chính là sân phơi. Với cái phần sân phơi nhỏ nhắn xinh xắn đáp ứng cái công năng cho quý vị sử dụng ở đây, rất là hợp lý, thoáng. Xung quanh căn nhà thì tiện nghi đầy đủ, mọi người có thể nhìn xung quanh giúp Ngọc Ánh ở đây là dân cư vô cùng đông đúc. Giá chào bán của căn nhà này thì rất hợp lý. Với cái diện tích 30m, xây 5 tầng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay. Quý vị muốn biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì bốc máy lên và alo cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0943403880881414. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.